Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Diễn viên Phi Nga tái hôn sau khi đường ai nấy đi với Long Đẹp Trai. Hình ảnh mới nhất của diễn viên Phi Nga sau khi công bố tình ly hôn với diễn viên Long Đẹp Trai khiến nhiều khán giả tò mò. Cách đây chưa lâu, thông tin vợ chồng diễn viên Long Đẹp Trai và diễn viên ly hôn sau nhiều năm bên nhau khiến nhiều khán giả bất ngờ. Thông tin vợ chồng diễn viên Long đẹp trai Phi Nga ly hôn khiến nhiều khán giả xôn xao. Họ chia tay trong khi diễn viên Phi Nga tập trung cho con đường nghệ thuật thì Long đẹp trai lại lộ hình ảnh nghi ngờ tái hôn, song nam diễn viên từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến chuyện đời tư. Mới đây nhất diễn viên Phi Nga lại khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện trong trang phục áo dài cô dâu, đồng thời ẩn ý chuyện lên xe hoa. Diễn viên Phi Nga diện áo dài cưới, Diễn viên Phi Nga chia sẻ loạt ảnh vận áo dày đỏ kèm theo dòng trạng thái Em lên xe bông nha, cô út ống chè đã có người rước rồi nhé ạ. À. Bên dưới bài viết của diễn viên Phi Nga, nhiều bạn bè lẫn khán giả tỏ ra bất ngờ trước chia sẻ của vợ cũ Long đẹp trai. Thậm chí một số dân mạng còn trách móc, đặt câu hỏi vì sao Phi Nga tổ chức lễ cưới nhưng lại không mời. Thế nhưng đây chỉ là bài đăng mang tính chất vui vẻ của diễn viên Phi Nga. Trên thực tế, đây là những cảnh quay trong một dự án phim mà nữ diễn viên đang tham gia, không hề có chuyện Phi Nga tái hôn lần hai vừa xác nhận ly hôn vợ cũ long đẹp trai tình tứ bên một sao nam vi biết hình ảnh mới đây nhất của vợ cũ long đẹp trai diễn viên phi nga khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ mới đây nhất diễn viên phi nga cũng công khai tình tứ bên một sao nam vi biết hậu xác nhận ly hôn với long đẹp trai cụ thể trên trang cá nhân nghệ sĩ đại nghĩa đã chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên cạnh diễn viên phi nga kèm theo đó là dòng trạng thái hát nữa đi em lấy vàng trăng tô đẹp má hồng nghệ sĩ đại nghĩa khoe khoảnh khắc bên cạnh diễn viên phi nga không những thế, diễn viên Phi Nga không tựa đầu vào vai MC Đại Nghĩa. Điều này cũng không quá khó hiểu bởi trên thực tế, cả hai đều là những người bạn thân thiết, cùng nhau hợp tác trong các hoạt động nghệ thuật. Vì thế nên rất có thể sắp tới đây sẽ có một sự kết hợp giữa MC Đại Nghĩa với diễn viên Phi Nga ở một lĩnh vực nào đó. Bên dưới bài đăng, nhiều dân mạng đã để lại lời nhắn nhủ, hỏi thăm đến diễn viên Phi Nga lẫn MC Đại Nghĩa, dễ thương lắm, thương Phi Nga nhiều, thương cả hai em, mong sản phẩm âm nhạc kết hợp của hai em, chị rất thích hai em hát với nhau. Diễn viên Phi Nga và diễn viên Long Đẹp Trai là những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, từ sân khấu kịch phim truyền hình Game Show năm 2015, diễn viên Phi Nga kết hôn cùng diễn viên Long Đẹp Trai, cặp đôi được người hâm mộ yêu mến vì luôn mang đến tiếng cười và những năng lượng tích cực cho khán giả mỗi khi xuất hiện. Đến năm 2017, Long Đẹp Trai và diễn viên Phi Nga chào đón thành viên mới là bé Cỏ, con trai đầu lòng bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo